Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Huyện Tiên Lữ giải tỏa hai trạm trộn bê tông vi phạm hành lang đê. Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Công tác phòng cháy tại các chợ quán karaoke ở huyện Văn Lâm. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh Hưng Yên. Ngoài điểm cầu các tỉnh, thành phố, cả nước, tham dự hội nghị còn có 80 điểm cầu trực tuyến đến từ các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các nước. Chủ đề của hội nghị là vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, trong đó có hơn 35.500 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 430 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam nhất quán chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa trong hợp tác và phát triển, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng và là thành viên trách nhiệm của cộng đồng thế giới, lấy độc lập tự chủ là mục đích hàng đầu trong hợp tác. Tại tỉnh Hưng Yên, hiện có khoảng 500 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 6 tỷ đô la Mỹ. Hàng năm, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại thường niên và chuyên đề để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Panasonic được thành lập từ năm 2013, trong đó chi nhánh sản xuất máy giặt ở tỉnh Hưng Yên. Công ty đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ cũng như hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh và ban quản lý khu công nghiệp về chính sách thuế, quản lý lao động nước ngoài. Chúng tôi hết sức ghi nhận những hỗ trợ kịp thời và đúng đắn đó. Tôi đã ở Việt Nam 8 năm làm việc, tôi rất thích và muốn được làm việc lâu dài tại Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài hiện đóng vai trò quan trọng trong tỷ trọng tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh Hưng Yên. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước dẫn đầu về số dự án đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Hợp tác chặt chẽ, hiệu quả thiết thực là điều mà chính quyền các cấp trong tỉnh Hưng Yên cùng doanh nghiệp đều nỗ lực thực hiện và được đánh giá cao. Chúng tôi nhận thấy là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã rất là tích cực ủng hộ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư vào địa bàn tỉnh, rất tích cực là nghe và ngay lập tức là đáp ứng cũng như là thực kiểm tra tại thực địa để có thể giải quyết những cái khó khăn cho các doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 33 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, thời gian qua, các địa phương, các bộ ngành liên quan đều đã thành lập ban chỉ đạo tích cực triển khai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo từng phần việc cụ thể các dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ như công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cát đát nền đường, vấn đề thủ tục trong cấp phép khai thác cát mỏ tài nguyên khoáng sản, thủ tục vốn vay với các tổ chức quốc tế. Hưng Yên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội có đường vành đai 4 vùng thành phố Hà Nội đi qua với tổng chiều dài gần 113 km. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tim đường, 3 trên 5 đoạn đang tiến hành cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn trong tháng 9 năm 2022. Ba địa phương đã tổ chức họp bàn, phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tối thiểu bàn giao 70% mặt bằng và cơ bản hoàn thành trong năm 2023.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hệ thống giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thủ tướng khẳng định công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chính là vấn đề mấu chốt của tiến độ thực hiện dự án. Vì thế, các đồng chí được giao phụ trách phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, theo sát tiến độ thi công, tháo gỡ ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các bộ ngành liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, có cơ chế đặc thù, mềm dẻo, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi công công trình, đảm bảo hài hòa với lợi ích của người dân, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần cho thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Những năm qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ thương mại nhằm nâng cao thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Phát huy lợi thế là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của huyện, có trục đường tỉnh 383 và đường 377 chạy qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Khoái Châu đã sớm coi trọng việc phát triển thương mại dịch vụ. Hiện trên địa bàn thị trấn có gần 600 hộ kinh doanh dịch vụ với tổng thu nhập năm 2021 đạt gần 300 tỷ đồng. Thương mại và dịch vụ chiếm 46% cơ cấu kinh tế của địa phương. Tích cực triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm nay, việc giao thương buôn bán tại chợ Phủ, trung tâm thương mại lớn nhất của thị trấn đã sôi động trở lại. Chợ Phủ cũng tạo điều kiện cho được khoảng độ 4-500 lao động và cũng được mấy trăm quầy để phục vụ cho bà con. Và nhất là về cái an ninh phòng cháy chữa cháy, về từ nước rồi là báo cháy thì lúc nào công ty cũng quay là chấp hành nghiêm về tất cả của pháp luật và đầy đủ để tạo điều kiện cho bà con buôn bán an tâm. Đảng ủy ban dân luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là an toàn giao thông, an ninh trật tự, rồi đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy để phát triển cái thương mại dịch vụ được bền vững. Tận dụng lợi thế là địa bàn có nhiều trường đại học, cao đẳng đóng chân, lại có hệ thống giao thông huyết mạch với các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ đi qua, nên các loại hình kinh doanh dịch vụ của xã Dân Tiến mỗi ngày một phát triển, sầm uất, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Năm 2021, giá trị từ thương mại dịch vụ của xã chiếm gần 75% cơ cấu kinh tế. Hiện nay, xã Dân Tiến có 5 dự án đầu tư xây dựng lớn, trong đó có 2 công trình giao thông nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, xây dựng khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến, khu nhà ở liền kề, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non, khu vui chơi giải trí. Dáng dấp của một đô thị trẻ đang dần hiện hữu. Khi đưa quán vào hoạt động thì cái mật độ khách hàng cũng như là phản hồi khách nó thực sự là tốt. Doanh thu của chúng tôi đạt được những sự kỳ vọng. Tôi thấy rằng Dân Tiến thực sự nó là một cái nơi đáng để cho mọi người kinh doanh đầu tư cũng như là để cho các bạn trẻ có thể khởi nghiệp. Chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân phát triển buôn bán. Quy hoạch cụ thể cho các khu, các vùng kinh doanh các chủng loại mặt hàng đồng bộ để làm sao là có một cái đặc thù riêng của Dân Tiến. Huyện Khoái Châu hiện có hơn 500 doanh nghiệp và hơn 7.300 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động. Giá trị toàn ngành đạt trên 23.000 tỷ đồng một năm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 47%, đô thị Bồ Thời Dân Tiến và các khu vực huyện lỵ đạt tiêu chí đô thị loại 4. Sự quan tâm đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ thương mại ở các địa phương trên địa bàn huyện sẽ góp phần giúp Khoái Châu thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý dứt điểm vi phạm của một số doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, lắp đặt trạm trộn bê tông trên diện tích đất thuộc phạm vi thoát lũ sông Luồng và gây ô nhiễm môi trường. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đó là trạm bê tông Triều Dương của công ty cổ phần bê tông Triều Dương và trạm bê tông nhựa đường thuộc công ty cổ phần đường sông Hưng Yên. Đây là hai công trình mà hàng năm Ủy ban Nhân dân các xã Hải Triều, Thiện Viễn và hạt quản lý đê Tiên Lữ thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định đình chỉ hoạt động, trả lại nguyên trạng vì vi phạm luật đê điều. Hiện công ty cổ phần bê tông Triều Dương đã tự động tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với diện tích đất mà công ty cổ phần đường sông Hưng Yên đang tập kết máy móc đang thuộc phạm vi thoát lũ của trạm bơm Triều Dương. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, thì huyện Tiên Lữ đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý nhằm đảm bảo đúng quy định về sử dụng đất đai thuộc phạm vi công trình trọng điểm về phòng chống lụt bão.
Đến 17 giờ ngày hôm nay, tất cả các trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo với mọi phương thức vào cùng một thời điểm trên hệ thống chung. Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, không có chuyện một học sinh trúng tuyển hai nguyện vọng. Điểm chuẩn năm nay có sự biến động nhưng không quá lớn. Trong đó, điểm chuẩn khối ngành sức khỏe giảm nhẹ, hầu hết các ngành thuộc khối C00 điểm chuẩn đều tăng. Ngành về công nghệ thông tin, khoa học máy tính vẫn có điểm chuẩn cao. Năm nay cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó hơn 620.000 đăng ký xét tuyển đại học bằng khoảng 20 phương thức. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho điểm chuẩn một số ngành tăng cao. Do vậy, cả nước không có ngành học nào lấy điểm tuyệt đối. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung từ tháng 10 đến tháng 12, thí sinh theo dõi thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của các trường. Ngày 16 tháng 9, tại khu tưởng niệm nhà cách mạng Tiền Bối Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hội Khuyến học và Quỹ Khuyến học Khuyến tài Tô Hiệu, huyện Văn Giang tổ chức trao học bổng Tô Hiệu năm 2022 cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập tại địa bàn. Quỹ Khuyến học Khuyến tài Tô Hiệu huyện Văn Giang được thành lập từ tháng 2 năm 2017 nhằm ghi nhớ công lao cách mạng của đồng chí Tô Hiệu và phát huy truyền thống hiếu học của địa phương. Đến nay, quỹ luôn nhận được sự quan tâm, tham gia ủng hộ tích cực từ các cá nhân, tập thể và gia đình đồng chí Tô Hiệu. Từ năm 2017 đến nay, quỹ đã trao học bổng và tặng quà cho gần 300 học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập với số tiền gần 200 triệu đồng. Từ đó, khích lệ tinh thần học tập trong các học sinh, nhiều em có thành tích học tập cao, đỗ vào các trường đại học cao đẳng top đầu cả nước. Tại lễ trao học bổng năm 2022, 57 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh có thành tích cao trên địa bàn toàn huyện, qua đó giúp các em có thêm động lực cố gắng, nỗ lực trong học tập, góp phần đưa chất lượng giáo dục của huyện ngày càng đi lên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, hiệu quả, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mục tiêu theo hướng đồng bộ, tập trung tinh gọn, chất lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau khi được sát nhập và đi vào hoạt động, trong mấy năm gần đây, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thị xã Mỹ Hào đã có bước phát triển mạnh hơn cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Đồng thời, khắc phục được tình trạng trước đây là học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên thì thiếu cơ sở vật chất để thực hành, còn trung tâm dạy nghề lại không có người học gây lãng phí máy móc thiết bị. Ngoài đào tạo giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho gần 1.300 học sinh, dạy nghề hướng nghiệp cho học sinh ở 14 trên 14 trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã, hiện trung tâm còn liên kết đào tạo 7 ngành nghề trung cấp và sơ cấp là điện công nghiệp, kế toán, may công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật chế biến món ăn, chăm sóc sắc đẹp. Từ khi sắp nhập trung tâm đến nay, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chiến lược và nâng cao chất lượng nguồn lao động, cho nên là trung tâm đã phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng để đào tạo nghề cho các em học sinh, trang bị kiến thức cho các em học sinh để sau khi tốt nghiệp các em sớm bước vào cái thị trường lao động. Ở trên địa bàn thị xã Mỹ Hào này thì rất nhiều doanh nghiệp và công ty. Thế cho nên là tôi cũng muốn cho con tôi học ở trung tâm này, nó lợi thế là khi các em tốt nghiệp ra trường thì nó có được hai cái bằng, một cái bằng văn hóa và một cái bằng nghề, thì để xin vào các doanh nghiệp phù hợp năng lực của cháu. Năm 2019, tỉnh Hưng Yên có 45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực hiện đề án rà soát sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay toàn tỉnh đã rà soát sắp xếp sáp nhập tinh gọn chỉ còn 26 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 10 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 10 trung tâm tham gia đào tạo trên 60 nhóm ngành nghề ở 3 cấp trình độ. Vì thực hiện sắp xếp sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bước đầu đã có những kết quả tích cực, giảm đầu mối, giảm biên chế tinh gọn, nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt là đã góp phần giúp các trường trung tâm từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chủ động hơn trong việc tuyển sinh, đào tạo nghề. Vừa rồi là sắp xếp lại cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo cái hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, tăng cường cái tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động để nâng cao về năng lực lao động, đổi mới phát triển chương trình đào tạo, phấn đấu 75% vào năm 2025, 100% vào năm 2030, chuẩn được giao chương trình đào tạo được tích hợp
lên môi trường số và có những cái nội dung chương trình đào tạo phù hợp với cả chuyển đổi số. Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đào tạo nghề cho khoảng trên 50.000 người một năm. Mục tiêu đề án rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, quy mô đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt khoảng 70.000 người một năm, đến năm 2030 đạt 75.000 người một năm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nhằm tạo thuận lợi cho công dân, nhất là người già, người khuyết tật khó khăn trong đi lại, thời gian qua Công an xã Hiệp Cường đã tích cực phối hợp với Tổ công tác, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an huyện Kim Động triển khai các đợt cao điểm trực tiếp đến tận nhà để thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn. Đến nay, tại xã Hiệp Cường đã thực hiện 4 đợt làm thẻ căn cước lưu động với hơn 6.500 lượt công dân từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện đã làm và được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip. Trong ngày 13 tháng 9, lực lượng công an xã đã trực tiếp đến tận nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho 25 trường hợp là người già yếu, cô đơn, khuyết tật, người ốm đau và khó khăn trong đi lại trên toàn xã. Để thực hiện lưu động tại nhà trong điều kiện không gian hẹp, các chiến sĩ công an đã chuẩn bị các trang thiết bị, máy móc cần thiết, nhỏ gọn gồm máy tính, máy lăn vân tay, ổ điện, không phải trắng để chụp ảnh cho người dân. Sự tận tình, giúp đỡ và hướng dẫn tỉ mỉ của lực lượng công an đã giúp việc thực hiện các thủ tục của người dân được hoàn thành nhanh chóng, dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện sức khỏe và tuổi tác. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử, thay thế sổ hộ khẩu giấy vào cuối năm nay theo lộ trình đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 2 tháng qua, trên địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 5 vụ cháy. Mới đây tại xã Trường Trắc xảy ra cháy chợ Ngọc Lịch, thiêu rụi 70 gian hàng. Qua ghi nhận nhanh của các phóng viên thời sự, một số cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lâm đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục để ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra. Chợ Như Quỳnh lớn nhất huyện Văn Lâm, rộng trên 6.000 m² với 185 ký ốt. Đội phòng cháy chữa cháy của chợ có 8 thành viên được tập huấn đầy đủ thường xuyên, 16 camera giám sát 24/24 giờ. Hệ thống điện tự động đóng điện toàn chợ lúc 4 giờ sáng và cắt điện lúc 8 giờ tối. Các tiểu thương không được tự ý lắp đường điện riêng, không nấu ăn, thắp hương trong chợ. Mỗi hộ kinh doanh đều tự trang bị bình chữa cháy riêng. Tuy nhiên, việc sử dụng không phải ai cũng thuần thục dù đã được tập huấn. Thế là bình này mới mua đầu năm. Trước là cũng biết dùng đây kiểu cứ lâu lâu rồi không nhớ. Bây giờ để phải phòng cháy chữa cháy giữa cái ổ điện là mình phải cách xa quần áo ra này. Rồi bình chống cháy phải để ngoài này. Thì có gì là mình xử lý cho nó dễ. Do từng xảy ra cháy năm 2005 nên vấn đề chống giặc lửa ở chợ Như Quỳnh đã được quan tâm. Tuy nhiên hiện nay, đường ống dẫn nước chữa cháy của chợ đang bị xuống cấp, chỉ còn 2 trên 12 điểm lấy nước có thể sử dụng. Chợ Như Quỳnh được xây dựng từ năm 1997, do thời gian lâu ngày cái đường ống nó bị oxy hóa và nó gây tắc và bị bẹp. Cũng mong là các cấp chính quyền quan tâm và hỗ trợ về kinh phí để ban quản lý chợ cho cải tạo lại cái hệ thống chữa cháy. Ngoài 4 chợ lớn và hàng chục chợ dân sinh, 24 cơ sở karaoke ở huyện Văn Lâm cũng là điểm nguy cơ cao về cháy nổ, được thường xuyên kiểm tra. Cơ sở này được đánh giá thực hiện khá tốt các quy định với hệ thống báo cháy, chữa cháy hiện đại, có 2 hệ thống nước chữa cháy độc lập, 3 hệ thống thoát hiểm ra bên ngoài. Phòng chống cháy nổ không những là trách nhiệm và quyền lợi của chính bản thân cơ sở, bởi vì trong đó gia đình người thân đang sống ở đây và phải đảm bảo cho đến khách hàng. Tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng thực hiện tốt các quy định. Mới đây nhất, huyện Văn Lâm tạm đình chỉ hoạt động và hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 46 triệu đồng đối với cơ sở karaoke Luxury ở xã Lạc Hồng do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Do cái ý thức chủ quan của người đứng đầu cơ sở, người ta chưa thực sự quan tâm, chưa thực sự ý thức được cái nguy hiểm cháy nổ nó như thế nào. Từ cái ý thức đó dẫn tới những cái hành động, những cái ý thức chấp hành về từ việc sử dụng điện, rồi các cái quy định về an toàn phòng cháy cháy thì cũng bị lơ là. Chính vì vậy mà mới dẫn tới một số cái vụ cháy đáng tiếc xảy ra trong thời gian vừa rồi. Giặc lửa sẽ được ngăn chặn khi có sự vào cuộc tích cực, sát sao của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy của người dân được nâng cao hơn nữa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn hay trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.